Loạn thế tam nghĩa. Tập 29. Các cậu ra ngoài đi. Rõ. Sao cậu lại đến đây? Khuyên đầu hàng. Đại ca, tình hình chiến đấu đang bất lợi với các anh. Các anh không chống đỡ được mấy ngày đâu. Anh là cán bộ lâu năm của thiếu soái. Nếu anh từ bỏ phản kháng, thiếu soái có thể niệm tình cũ, tha tội chết cho anh. Bây giờ Quách tướng quân có giỏi đến mấy cũng không thể cứu vãn thế cục. Đại ca không cần chết chung với ông ta. Cậu biết tại sao tôi muốn làm phản Trương Tắc Lâm không? Cậu nhìn tình thế hiện giờ đi. Đảng cách mạng miền Nam đang dần lớn mạnh. Đây mới là hy vọng của Trung Quốc. Mấy trò của Trương Tắc Lâm lỗi thời rồi. Chúng tôi không làm phản, sớm muộn cũng có người làm phản. Tôi chỉ nói với cậu một câu thôi. Tác Trí Nghĩa tôi thề chết đi theo Quách tướng quân. Đại ca, hôm nay chúng ta đừng nói đạo lý lớn lao, chỉ bàn về tình nghĩa anh em. Người làm em này không thể trơ mắt nhìn anh đi nộp mạng. Lão Tam, tôi biết cậu không học hành nhiều. Tôi nói đạo lý lớn với cậu, cậu cũng không hiểu. Chúng tôi khác đám mãn phù các cậu. Chúng tôi đang mở ra con đường tươi sáng. Nhưng muốn làm cách mạng thì phải có hy sinh. Tôi sẵn sàng xung phong đi đâu. Anh đang tìm cái chết đúng chứ? Tôi tìm cái chết đấy. Đại ca, người em này xin anh, cho dù anh không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho Ngọc Sang. Cho dù anh không nghĩ cho Ngọc Sang, cũng nên nghĩ cho con trai anh Hồng Nho chứ. Hồng Nho là con trai cậu. Tiễn khách. Mời. Anh chỉ qua đây nói với em một tiếng. Quách Tùng Linh đã bại trận, anh cả bị bắt. Nhưng em yên tâm, chỉ cần có anh với nhị ca, bọn anh sẽ nghĩ cách cứu anh ấy ra. Em cứ yên tâm. Lát nữa về nhà đi. Ở nhà đợi tin của anh.
Anh đi đi. Tư lệnh, Tử Nghĩa có câu này muốn hỏi ngài. Chuyện của Quách Tùng Linh, đại soái định xử lý thế nào? Bắn chết, bắn chết cả vợ hắn, chỉ còn thuộc hạ của Quách Tùng Linh, bắn chết hết. Tự lệnh Ngô đến. Tất cả đứng nghiêm. Tự lệnh Ngô, mời. Quách quỷ đâu? Báo cáo tự lệnh, đã bắn chết rồi. Đã xử bắn hai vợ chồng họ ở trên sông. Dọn xác chưa? Dẫn chưa? Chuẩn bị hai cổ quan tài tốt cho họ vào đó, đưa về Phụng Thiên. Đó. Đồng Vĩnh Công, lần này cậu có công dẹp loạn, đại ca tôi thưởng phạt rõ ràng, thăng cho cậu một cấp. Theo tôi đến bộ tư lệnh làm việc. Cảm ơn đại soái cất nhắc. Cộp nhân nghĩa. Có. Giờ cậu làm trung đoàn trưởng đại diện. Cảm ơn đại soái cất nhắc. Đồng Vĩnh Công, bàn giao công việc ở trung đoàn cho cậu ấy. Rõ. Phải rồi. Quách quỷ có trăn trối gì không? Có. Ông ta đã viết một bức thư cho thiếu soái. Hắn viết cái gì vậy? Tử Nghĩa, cậu đọc đi. Hán Khanh, vợ chồng tôi bằng lòng chịu chết, xin hãy làm theo cấp mục bên trái. Là thế nào? Ý là làm theo những gì viết ở đằng sau. Đọc tiếp đi. Thứ nhất, tôi chiến đấu vì nước vì dân, khởi xướng tất cả, đừng trách tội thuộc hạ. Đồng sản và bất đồng sản tôi kinh doanh nhiều năm qua, mời sĩ quan quân nhu kiểm tra, ngoại trừ trả nợ, quyên góp chỗ còn lại cho trường trẻ em nghèo và trường nữ sinh Đồng Trạch. Trường nữ sinh Đồng Trạch là trường mà vợ ông ta Hàn Thục Tú tham gia sáng lập. Đọc tiếp đi. Ba. Đọc đi, ba là gì? Về sau thượng tá mà đại soái cử đến tên là Cao Kim Sơn, không cho giết nữa. Khốn nạn. Phải. Quách quỷ chính là kẻ khốn nạn nên bị bắn chết từ lâu rồi. Tôi đang chửi tên họ Cao kia. Người sắp chết rồi, phải cho nói đốt chứ. Được rồi, đưa cho tôi. Tôi giao cho đại soái. Lúc Quách quỷ bị bắt, bên cạnh có bao nhiêu người? Binh sĩ đã chạy tan tác. Lúc bắt được ông ta chỉ còn lại mười mấy vệ binh và hai sĩ quan. Hai kẻ nào? Tác Trí Nghĩa và Phạm Điềm Tổ. Tác Trí Nghĩa đang ở đâu? Đang giam ở trong kho. Ngài có muốn đích thân đi thẩm vấn không? Tôi muốn gặp Tác Trí Nghĩa. Rõ.
Sự việc đã đến nước này, cậu bảo tôi phải nói gì đây? Cậu cũng là người học hành nhiều, sao lại theo Quách Quỷ làm phản? Tôi rất coi trọng cậu, cất nhắc cậu. Đi theo đại ca tôi có thể ăn sung mặc sướng, cậu lại đi giúp người ngoài, quay đầu pháo về người phe mình. Lương tâm của cậu bị chó ta mất rồi à? Trước giờ tôi đều làm việc dựa vào lương tâm, với lại chúng tôi làm vậy cũng là vì nước vì dân. Nhớ dẫn, vì nước vì dân. Ý cậu là đại ca tôi không vì nước vì dân hả? Cậu chết cũng đáng đời. Tư Lệnh Ngô, ngài đừng giận. Muốn chém muốn giết tùy ngài. Được, cậu đã quyết tâm không thay đổi. Giờ ngọ trưa mai tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Dẫn đi, dẫn đi. Cậu đang làm gì thế? Từ khi nào chân cậu mềm yếu thế này? Đứng dậy nói chuyện. Tư lệnh, tôi chưa từng mở miệng xin ngài điều gì. Hôm nay tôi xin ngài tha cho đại ca tôi một mạng. Tôi cũng muốn tha cho cậu ta. Giờ nãy cậu cũng thấy rồi đấy, cậu ta muốn đâm đầu vào chỗ chết. Đừng tưởng nghĩa, tôi nói thật cho cậu biết, trước khi đến, đại ca tôi đã hạ tử lệnh không được giữ lại bất cứ thuộc hạ nào của Quách Quỷ. Cậu đừng có xen vào, nếu cậu giở trò gì tôi cũng không cứu nổi cậu đâu. Có thấy lão Tam không? Tam ca đi từ lâu rồi. Cậu ấy đi đâu rồi? Rời khỏi chỗ tư lệnh, chẳng để ý đến ai, sau đó đến Phụng Thiên rồi. Cái tên bướng này là bắt đầu liều mạng. Sao thế? Sao sao cái gì? Chắc chắn cậu ấy đi tìm đại soái để cầu xin. Vậy ra đại soái sẽ đồng ý sao? Khó lắm. Lão Tam đừng làm mất mạng đã là tốt lắm rồi. Đại soái, đại soái, xin hãy nương tay. Đại soái, Quách Quỷ làm phản đã bị xử bắn, thuộc hạ của ông ta đều là người được đại soái cất nhắc. Nếu đại soái xử lý họ sẽ khiến tướng sĩ quân phiệt Phụng Hệ thất vọng, giống như bẻ gãy đầu ngón tay mình, khiến người ngoài chê cười. Đại soái Quách Quỷ là quân đoàn phó, lính của ông ta ai dám không phục tùng mệnh lệnh? Đại soái, ta Trí Nghĩa một lòng trung thành với ngài. Đại soái không thể giết anh ấy. Xin đại soái suy nghĩ lại. Xin đại soái suy nghĩ lại. Xin đại soái suy nghĩ lại.
Anh điên rồi à? Đại ca, giải phạm nhân lên đây. Hai cậu còn gì để nói không? Nhận nghĩa, đến giờ rồi. Bắt đầu đi. Đại ca, vẫn còn một lúc mà. Em muốn qua nói với lão đại vài câu. Được, đi đi. Tam ca có thể về kịp không? Chắc chắn là được. Bao giờ anh ấy mới về? Bất kể lúc nào cậu ấy về, kéo dài được chừng nào hay chừng ấy. Đại ca, lão Phạm, sao hai người khờ dại thế? Cứ đòi đi theo quách quỷ làm phản, bây giờ có kết quả tốt đẹp gì đâu. Đừng nói nhảm nữa. Lão Cốc, cho em một phát dứt khoát. Cũng không uổng công chúng ta quen biết. Phạm Niệm Tổ, em cảm ơn anh. Được, cậu rất gan dạ. Cậu là hảo hán. Đại ca, em nghe lão Tam nói cậu ấy từng đi khuyên anh. Anh đã đuổi cậu ấy về. Anh không nghĩ cho mình. Anh có từng nghĩ cho hai bọn em không? Hồi xưa ba chúng ta khấu đầu kết nghĩa, đã thề rằng không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng hôm nay anh chết, bọn em phải làm thế nào? Các cậu đi theo tôi nhiều năm, là anh em với nhau. Hôm nay làm đến mức này, cũng là trách nhiệm của tôi. Đừng oán hận tôi. Không nói gì khác, chúc hai người yên nghỉ. Nhân nghĩa, chuyện này không thể kéo dài. Lên đường sớm đầu thai sớm, xử bắn đi. Đại ca, theo quy tắc cũ, phải dâng rượu đã. Đúng vậy. Dâng rượu.
Đại ca, ly này em kính anh. Bao nhiêu năm qua anh em chúng ta từng nhiều lần đụng chạm vào oán hận. Nếu em có làm gì sai, anh đừng để bụng. Anh có một yêu cầu, lát nữa cầu hành quyết được không? Tiễn anh lên được. Anh bảo em đổ súng bắn chết anh à? Cậu vừa gọi anh một tiếng đại ca, bây giờ anh gọi cậu một tiếng nhị đệ. Anh muốn chết trong tay anh em của mình. Từ nay ân oán của chúng ta chấm dứt. Được. Đại ca, anh phải đặt tên cho Kim Bảo. Hồi xưa anh từng nói, con của ba anh em ta đều phải có chữ Hồng ở giữa. Anh đặt tên cho hai đứa con trai của lão Tam. Đừng đến lượt em rồi là mặc kệ chứ. Cậu muốn con trai mình nhiều tài nhiều lộc, hãy gọi là Hồng Hâm đi. Ba chữ Kim ở cùng nhau mang nghĩa nhiều tiền thịnh vượng. Hồng Hâm, tên hay, nhiều tiền thịnh vượng. Em thay mặt Kim Bảo, à không, Cốc Hồng Hâm, cảm ơn bác cả nó. Lão Phạm, tuy cậu không phải anh em kết nghĩa với tôi, nhưng chúng ta cũng là anh em với nhau nhiều năm rồi. Tôi kính trọng cậu là một hảo hán. Giờ nãy cậu nói đúng, kết thúc tại đây, tôi kính cậu. Anh mãi mãi là nhị ca của em, người anh em. Đại ca, trung đoàn trưởng Cốc đến giờ rồi. Hành hình. Đợi đã. Lão đại muốn em đích thân tiễn anh ấy lên đường. Anh để tình chúng ta là anh em nhiều năm, cho em tiễn anh ấy một đoạn. Đi đi, cho cậu ấy một phát dứt khoát. Dừng. Đưa súng cho tôi. Hai cậu, bên trái quay, đi đều bước. Hai cậu phụ trách Phạm Điềm Tủ, tôi phụ trách Tác Trí Nghĩa. Chuẩn bị hành hình.
Chuẩn bị. Bắn. Cốc Như Nghĩa, cậu làm gì thế? Đại ca, anh nói là trước khi chết phải hát Dị Nhân Chuyển. Em đang đợi anh hát đây. Hát đi. Được, anh không hát thì em hát. Tháng Giêng là đến Tết, ngày đầu năm mới, nhà nhà đoàn viên, con cháu chúc Tết ông bà, không phân biệt nam nữ. Khoác lên quần áo mới, khoác lên quần áo mới. Được rồi, Cục Nhân Nghĩa, tôi lệnh cho cậu xử bắn. Đại ca, anh còn muốn nói gì không? Chuẩn bị. Lão nhị, chuyển lời đến lão tam, đời này anh có lỗi với hai cậu. Bắn. Cốc Nhân Nghĩa, lôi cậu ta ra. Đại ca, đổi hành hình. Chuẩn bị. Không được bắn. Đại soái có lệnh, không được bắn. Đừng tưởng nghĩa, cậu dám cướp pháp trường. Tam ca, Trung đoàn trưởng Đồng, tôi truyền lệnh của đại soái. Quách Quỷ đã bị bắn chết, sĩ quan dưới trướng Quách Quỷ đều được miễn tội chết. Đổi hành hình. Chuẩn bị. Để tôi xem ai dám. Đồng Vĩnh Công, nếu anh không tin, theo tôi đi gặp đại soái. Tôi tin cậu là người bên cạnh đại soái, không thể nào nói dối. Tôi kiên quyết chấp hành lệnh của đại soái. Bỏ hết súng xuống. Thả người, mau thả người. Nhị ca, bảo đại ca lên ngựa. Bắt hết lại cho tôi. Tước súng. Bắt cả bọn họ cho tôi. Xuống ngựa. Đừng tưởng nghĩa, tôi hỏi cậu, chỉ thì giết tay của đại soái đâu. Tôi truyền khẩu dụ là khẩu dụ. Chuyện lớn như thế, đại soái lại cứng mình cậu đến truyền khẩu dụ à? Cậu đang truyền quân lệnh giả, tôi phải xử tử cậu tại chỗ. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Đường Tử Nghĩa, kẻ không biết điều mới đâm đầu vào chỗ chết, cậu cũng muốn đâm theo à? Hôm nay tôi thấy hình như thiếu một người, đi làm bạn với đại ca cậu đi. Tôi nói cho cậu biết dăm ba cái mánh khóe của cậu, cũng đòi đấu lại tôi à?
gót giày không bao giờ làm được mặt giày. Nhớ câu mà tôi từng nói không? Hai ngọn núi không thể gặp nhau, hai người kiểu gì cũng sẽ chạm mặt. Hôm nay đã chạm mặt rồi đấy. Đường Tử Nghĩa, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cho dù khẩu dụ của đại soái là thật, tôi cũng giết cậu. Trung đoàn trưởng Đồng, chúng ta thử đi, xem súng của anh nhanh hơn hay dao của tôi nhanh hơn. Nào, bảo các anh em bỏ súng xuống. Tất cả bỏ súng xuống. Trung đoàn trưởng Đồng, tôi nói thật cho anh biết, anh đoán không sai, tôi truyền lệnh giả đây. Hôm nay tôi phải đưa đại ca tôi đi. Anh muốn đi cùng tôi à? Người anh em, có gì từ từ nói. Tôi không biết chuyện cậu truyền lệnh giả. Tôi tiễn mấy anh em cậu đi. Trung đoàn trưởng Đồng rất giỏi, gió chiều nào xoay chiều ấy. Sợ con dao này rách vào người à? Trung đoàn trưởng Đồng, anh nói không sai, gót giày không thể làm mặt giày, nhưng nó có thể giả vào mặt người, đúng chứ? Phải, còn rất đông. Đại ca, nhị ca, đi. Người anh em, đi thế này không hay lắm. Muốn thể diện chứ gì? Tôi cho anh. Đi đâu? Đi đi. Sao không đi? Muốn giết người à? Ra tay đi. Ra tay đi chứ. Tư lệnh. Đường Tử Nghĩa, cậu dám truyền lệnh giả? Tôi vừa nói chuyện điện thoại với đại ca tôi, cậu dám xông vào phủ đại soái, còn dám bịa đặt truyền lệnh giả? Cậu chán sống rồi hả? Tạc Trí Nghĩa, người anh em này cố hết sức rồi, chúng ta nghe theo ý trời đi. Tư lệnh, Đường Tử Nghĩa biết mình phạm tội chết, xin đại soái và tư lệnh để tình tôi trung thành. Sau khi tôi chết, hãy chăm sóc cho gia đình tôi. Vậy tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Tư lệnh, chuyện này do tôi mà ra, muốn giết thì giết tôi đi. Tư lệnh, muốn giết thì giết cả tôi nữa. Tư lệnh, chuyện này do Đường Tử Nghĩa làm, không liên quan đến người khác. Cút ra! Đường Tử Nghĩa, cậu dám truyền quân lệnh giả, cậu muốn cướp pháp trường. Cậu đúng là coi trời bằng vung. Cậu có mấy cái mạng? Đồng Vĩnh Công, có truyền lệnh của đại ca tôi. Sĩ quan dưới trướng Quách Quỷ đều được xá miễn. Rõ. Đường Tử Nghĩa, cậu nhớ lấy cho tôi, cái đầu của cậu là của tôi. Rõ.
Sao thế? Không có gì muốn nói với tôi à? Không biết nên nói gì. Ở trước mặt đại ca tôi, cậu nói giỏi lắm cơ mà. Mạo phạm đến lãnh đạo. Trong phủ đại soái không ai không biết. Nhưng mạng cậu cũng lớn thật đấy. Quách Tùng Linh làm phản, gây ra trò cười cho cả nước. Thuộc hạ của hắn đúng là không ít, đều bắn chết hết, sẽ tổn thương nguyên khí của quân Việt Phùng Hị. May mà đại ca tôi hạ lệnh xá miễn, không thì cậu vừa truyền lệnh giả, vừa cướp pháp trường. Tôi cũng không dám giấu đại ca tôi. Tự nghĩ đã gây rắc rối cho tư lệnh. Được rồi, tôi rất thích tính cách này của cậu. Tôi đã thấy nhiều người kết nghĩa nhưng giống như các cậu, đúng là hiếm gặp. Sao thế? Vẫn không vui à? Không phải, Phạm Điềm Tổ cũng là anh em nhiều năm với chúng tôi. Tiếc quá. Hậu táng cho cậu ấy đi. Cảm ơn tư lệnh. Hồng Nho, kể chú nghe xem Quảng Châu thế nào. Chú Hai, cháu nói chú nghe. Ở Quảng Châu không những thời tiết nóng bức mà tinh thần cũng sụt sùi. Không giống chúng ta, qua mùa hè là lạnh run người, con người giống như quả cà thấm xương, chẳng có tinh thần. Dở dẫn, quả cà thấm xương cái gì? Người ở đây khí thế lắm. Chú Hai, cháu ví dụ thôi mà. Có ai ví dụ như cháu không? Vậy ca thằng bé ví dụ thôi mà. Tránh sang một bên, đừng có chen ngang. Kể chú nghe sao ở đó tinh thần lại sụt sôi. Cháu nói chú nghe, ở bên đó học sinh, thanh niên như bọn cháu không bao giờ rảnh rỗi. Vừa có sĩ quan trường quân đội Hoàng Phú giảng bài, vừa có thể đi nghe bài giảng của viện giảng dạy phong trào nông dân. Đúng là viện nông dân là gì cơ? Viện giảng dạy phong trào nông dân dùng để làm gì? Dạy học cho nông dân. Nông dân thì học hành gì? Nông dân chỉ cần chăm chỉ làm ruộng thôi. Đi học có ích gì? Được rồi nhị ca, đừng nói chuyện làm ruộng của anh nữa. Anh trồng được cái gì rồi? Cậu thôi ngay. Chú Hải, tại sao thế? Sao lại không trồng được? Lão Tam, nói cái gì thế? Chị dâu, em nói nhầm. Chú rất tò mò về điều này. Nông dân ở đó học cái gì? Chú Hai, cháu kể chú nghe, ở viện giảng dạy phong trào nông dân có chính trị viên. Chính trị viên sẽ tổng kết kinh nghiệm và bài học từ lịch sử phong trào nông dân các triều đại, sau đó dạy chú phương pháp. Lại sao thế chú Hai? Làm ruộng còn dạy phương pháp? Chú nói cháu nghe, không có kinh nghiệm với bài học gì hết. Đất không tốt, không trồng ra được gì đâu. Kinh nghiệm với chả bài học, cốc nhân nghĩa. Anh nói cái gì thế? Nói cái gì thế hả? Chị dâu, con trai đừng nghe chú ấy nói bậy. Già rồi mà không đứng đắn. Thôi nào, dừng lại. Con trai đừng nghe chú ấy nói. Hai người họ không đứng đắn gì cả. Thằng bé còn nhỏ, dạy nó cách làm ruộng. Chị dâu, chú Hai, nhỏ thì sao, trẻ thì sao? Vậy cả đừng nói nữa, vẫn có thể làm nên chuyện. Được được, Lưu Khải Siêu cuối triều Thanh đã nói thế nào? Đế quốc sẽ diệt vong, tương lai Trung Quốc nằm trong tay thiếu niên. Đúng không chú ba? Phải. Hồng Nhỏ thật giống A Mã cháu, nói chuyện toàn trích dẫn kinh điển, không uống không học hành, đúng là người có trình độ văn hóa. Thêm ba, thêm đừng tân bóc cháu nữa. Hồng Nho, con kể cho mọi người nghe chủ nghĩa tiên tiến là gì đi. Để cháu kể mọi người nghe. Trước kia, cách mạng tháng 10 Nga lật đổ chính phủ lâm thời của chủ nghĩa tư bản, xây dựng chính quyền của giai cấp vô sản.